symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me. Vì sao ông lại thích Honkai Impact 3? Vì đó là một game hay và một game rất đáng để chơi. Ông nên thử chơi nó một lần đi. Ông tên gì? Sao lại làm YouTube? Ông mấy tuổi? Thật ra tên tôi là Hùng. YouTube vì đam mê và sở thích của tôi. Tôi năm nay 15 tuổi. Khi nếu mà tính sinh nhật thì tôi 16 tuổi. Fuck no, okay. Tôi là Hùng. Tôi cũng đang nghĩ cách để reborn lại cái kênh đó. Rất là khó đấy. Ông có thể lên cái kênh thứ hai của tôi để mà xem hướng dẫn. Tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả. Khi mà tôi mua được một cái boot stylus mới, cây cũ bị nát rồi. Fuck no, I'm not gay. Who's I am? Không em, tại vì anh đang độc thân. I just wanna be part of your symphony. Anh chả biết trả lời như thế nào.